Chào mừng quý vị và các bạn đang đến với bản tin quân sự của kênh Việt Nam TV. Trong thời lượng của chương trình ngày hôm nay, xin kính mời quý vị và các bạn cùng đến với một câu chuyện Không quân Liên Xô và Mỹ, ai thắng ai trong cuộc chiến tranh tại Triều Tiên. Kính thưa quý vị, Không quân Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên không có lợi thế trước Không quân Nam Triều, song ưu thế trong lực lượng lục quân đã tạo ra cơ hội cho người Bắc Triều Tiên thiết lập kiểm soát toàn bộ bán đảo Quân đội nhân dân Triều Tiên đã gần đạt được mục đích này. Thì vào mùa thu năm 1950, tại Triều Tiên xuất hiện hạn ngạch lớn quân đội Mỹ và đã có những bước ngoặt trong diễn biến của cuộc chiến. Lúc này, không quân của Triều Tiên có nguy cơ bị đánh tan hoàn toàn. Cuối tháng 10 năm 1950, quân đội Mỹ đã kiểm soát 90% lãnh thổ Triều Tiên. Ngày 25 tháng 10 năm 1950, quân giải phóng nhân dân Trung Quốc dưới dạng quân tỉnh nguyện nhân dân Trung Quốc đã tham chiến và đến lượt mình nó đã mang đến một bước ngoặt tạm thời cho tình hình. Quân giải phóng nhân dân Trung Quốc bắt đầu phản công, đẩy người Mỹ và người Nam Triều Tiên về phía Nam với tuyến số 38 giành lại Seoul. Máy bay của quân khu Viễn Đông Liên Xô được tung vào Bắc Triều Tiên để yểm trợ trên không cho việc di chuyển quân của Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên. Ngay ngày 1 tháng 11 năm 1950, Sáu máy bay tiêm kích phản lực MiG-15 đầu tiên của Liên Xô đã tấn công sáu máy bay tiêm kích trang bị piston R-51 của Mỹ đang tuần tra dọc theo sông Áp Lục, biên giới giữa Trung Quốc và Triều Tiên. Vì lực lượng tranh lệch rõ ràng nên các Mustang rút khỏi trận đánh. Lúc này người Mỹ không thể thực hiện các cuộc tấn công tự do như trước. Trên bầu trời Triều Tiên đã xuất hiện các máy bay phản lực của Liên Xô. Ngày 8 tháng 11 năm 1950, 70 chiếc pháo đài bay B-29 của Mỹ nhận nhiệm vụ phá hủy cây cầu Bắc qua Zalusian ở CDU, trục giao thông chính. Theo con đường đó, không quân Triều Tiên tiến hành bổ sung quân viện binh và cung cấp cho Triều Tiên, yểm trợ cho chúng là một số Mustang và tiêm kích phản lực F-80. Những chiếc mic của Liên Xô bay lên đón đầu chúng. Máy bay Mỹ đã hoàn thành nhiệm vụ của mình nhờ đánh lạc hướng. Chúng đã quần nhau với máy bay Liên Xô, trong khi các phó đài bay ném bom phá hủy cầu. Một chiếc mic bị bắn rơi. Sau người Mỹ cũng mất một phó đài bay, cây cầu bị hư hại nhưng không bị phá hủy. Từ thời điểm đó các trận đánh của tiêm kích phản lực Liên Xô và Mỹ trên bầu trời Triều Tiên trở nên thường xuyên hơn. Ngày 14 tháng 11 năm 1950, Stalin ra chỉ thị mật thành lập quân đoàn máy bay tiêm kích độc lập 64 tại Mãn Châu dưới sự chỉ huy của thiếu tướng không quân Ivan Vasilik. Quân đoàn của Liên Xô được trang bị MiG-15 đóng ở căn cứ sân bay An Đông trên lãnh thổ Trung Quốc, gần biên giới với Triều Tiên. MiG-15 có ưu thế về tốc độ, tính cơ động và trang bị so với tiêm kích phản lực F-80 và F-84 của Mỹ. Máy bay tiêm kích tương đương với MiG-15 là F-86 Sabre. Những chiếc máy bay loại này lần đầu tiên xuất hiện trên bầu trời Triều Tiên vào tháng 12 năm 1950 và nó ngay lập tức cho thấy sự vượt trội của mình. Ngày 17 tháng 12 năm 1950, F-86 đã bắn rơi một trong bốn chiếc MiG của Liên Xô khi phi công của chúng quyết định tấn công hai chiếc Sabre. Tương nhầm chúng cũng nhẹ 80 bình thường. Sau đó, ba chiếc mic còn lại đã rút lui. Vũ khí của mic mạnh hơn so với của Saber. Tuy nhiên, tiêm kích mới của Mỹ lại có chất lượng khí đồng học tốt hơn đáng kể. Không phải chỉ điều đó mới đảm bảo cho nó có ưu thế trong trận đánh. Kỹ thuật của Leso có đôi chút lạc hậu. Các phi công Leso ngắm bắn, xác định tốc độ và tầm xa của mục tiêu bằng mắt thường, trong khi Saber được trang bị máy đo khoảng cách vô tuyến, tự động điều chỉnh kính ngắm phi công Mỹ được trang bị bộ quần áo điều hòa theo độ cao, trong khi phi công Liên Xô chỉ có mặt nạ dưỡng khí đơn giản. Cho nên trong khi lấy độ cao, bổ nhào hay các cơ động khác, phi công Liên Xô phải chịu sức nặng lên cơ thể lớn hơn rất nhiều so với kẻ thù. Khác với người Mỹ, phi công Liên Xô không có điều kiện sinh hoạt phù hợp. Nhà sử học Alexander Seminov, tương là cố vấn cho Kim Nhật Thành trong cuộc chiến tranh này, đã thừa nhận. Như mọi khi, những chiến sĩ Soviet bù đắp sự lạc hậu kỹ thuật có một chế độ xã hội chủ nghĩa tiên tiến bằng sức chịu đựng cá nhân và chủ nghĩa anh hùng. Nhiệm vụ chiến lược chính của không quân Mỹ là tiêu diệt các mục tiêu quân sự của quân đội Chủ Tiên và hệ thống giao thông kết nối Trung Quốc với Bắc Triều Tiên. Nhiệm vụ của không quân Liên Xô chỉ đơn thuần là phòng thủ, cản trở các cuộc tấn công này. Nó được dễ dàng hơn bởi các căn cứ của quân đoàn Liên Xô số 64 nằm trên lãnh thổ Trung Quốc. Quân đội Mỹ hoạt động dưới cờ Liên Hợp Quốc lại không thể tấn công chúng Ngoài ra bán kính và thời gian hoạt động của tiêm kích Saber có căn cứ ở các sân bay Nam Triều Tiên. Mùa hè năm 1951, tuyến mặt trận được ổn định ở khu vực vĩ tuyến 38. Nó không cho phép chúng ở trong khu vực Sindidu trong thời gian lâu dài. Mick không bị cản trở khi lấy độ cao trên đất Trung Quốc khi bổ nhào, đã trên bầu trời Triều Tiên và tấn công người Mỹ. Việc cung cấp cho quân đội Triều Tiên diễn ra thuận lợi hơn. Tuy nhiên, ý định yểm trợ trực tiếp cho quân đội Triều Tiên và các đơn vị lục quân của Triều Tiên bằng các máy bay tiêm kích của Liên Xô và bằng cách nào đó đảm bảo chiếm bán đảo Triều Tiên đã kết thúc một cách thất bại. Mùa xuân năm 1951 bắt đầu việc xây dựng các sân bay ở Bắc Triều Tiên, dự định chuyển một phần lực lượng của lực lượng không quân Nga về đấy. Người Mỹ đã dùng lực lượng không quân chủ lực của mình đánh vào các mục tiêu này và các kế hoạch của Liên Xô bị phá vỡ. Người Mỹ đã làm gián đoạn việc xây dựng sân bay và buộc họ phải sẵn sàng tiếp nhận máy bay theo tài liệu của Bộ Tổng tham mưu lực lượng vũ trang Liên Xô, trong suốt thời gian chiến tranh Triều Tiên, Liên Xô đã tổn thất 335 máy bay chiến đấu, bán rơi 1.097 máy bay Mỹ chỉ trong các cuộc không chiến, tính cả các máy bay tiêm kích lẫn máy bay ném bom. Người Mỹ thừa nhận tổn thất 1.041 máy bay ở Triều Tiên, bao gồm cả do trận đánh trên không, cả do pháo phòng không mặt đất. Trong đó họ có đều 792 tiêm kích Liên Xô bị bán rời, còn họ mất 750 tiêm kích trong các trận không chiến với máy bay Liên Xô. Theo tài liệu của vị chỉ huy cuối cùng của lực lượng không quân Liên Xô tại Triều Tiên, Trung tướng không quân sidor tương quan tổn thất lúc đầu rất thuận lợi tuyệt đối với không quân Liên Xô. Cứ mỗi năm tương quan đó lại cân bằng đều. Nếu trong 1950-1951 tỷ lệ là 1 trên 7,9%, có nghĩa Liên Xô bị bắn hạ một máy bay thì Mỹ mất gần 8 chiếc, thì năm 1952 là 1 trên 2 ,2 còn trong năm 1953 đã là 1 trên 1 9. Có thể cho rằng việc tiếp tục chiến tranh ở Triều Tiên sẽ dẫn đến việc giá của tổn thất Liên Xô tiếp tục tăng. Không quân Liên Xô đã không thể yểm trợ cho không quân Triều Tiên trên chiến trường và sự thống trị trên không trên toàn tuyến mặt trận và hậu phương gần nhất của Bắc Triều Tiên thuộc về không quân Mỹ. Nhưng nhờ các hoạt động của mình từ lãnh thổ Trung Quốc bất khả xâm phạm, không quân Liên Xô đã thực hiện thắng lợi việc yểm trợ tuyến đường giao thông giữa Trung Quốc và Triều Tiên. Nhiệm vụ này được hoàn thành trong các điều kiện không quân đối thủ vượt trội hơn về số lượng, dù tài liệu chính xác về số lượng máy bay có trong trang bị của không quân Liên Xô khi đó là không có. Kính thưa quý vị, vừa rồi chúng tôi vừa điểm một số thông tin về cuộc chiến giữa không quân Liên Xô và không quân Mỹ trong cuộc chiến tranh Triều Tiên. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi chương trình. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị trong những bản tin quân sự tiếp theo.